Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Ship Bộ Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ ba 19 tháng 12. Em xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một ít mặt lửa với lại một ít Ship Bộ mời thuốc giao lưu với anh em. Và cũng có những cái set, những cái con Ship sưu tầm. Hôm qua em cũng có lướt qua cho anh em xem. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một những khoản đủ free ship, hai code cọc dùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu dùm em và phí code anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Ship Bộ Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code. Và phí ship code anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên shipper dùm em. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều và cũng mong anh em mới lưu ý với em vấn đề này. Bởi vì em bên em chỉ nhận cọc em mới đi hàng thôi, chứ còn không cọc là em không có gửi hàng được. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em. Em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Em cũng nhận được nhiều tin nhắn cuộc gọi của anh em là hỏi sao lâu quá không thấy lên hàng. Thì em cũng có nói là ngày nào em cũng có lên, có nghỉ, ví dụ như là nghỉ một ngày, hai ngày đấy, có công việc thì em mới nghỉ thôi, chứ còn không là em cũng lên đều. Là do anh em có đăng ký kênh nhưng mà chưa nhấn vào cái chuông thông báo kế bên cái chữ đăng ký á. Thì anh em có đăng ký rồi thì giúp em, thương mến em thì nhấn vô cái chuông để có khi em lên video là sẽ có thông báo tới cho anh em. Trên YouTube nó sẽ thông báo tới, nó báo trên điện thoại hoặc là TV nó cũng có báo luôn, có xài mạng là nó báo à. Thì mong anh em đã đăng ký hoặc là chưa đăng ký thì vừa đăng ký thì nhấn vào cái chuông giúp em luôn để nó có thông báo. Và những anh em mà đăng ký rồi mà chưa nhấn chuông á, nhấn vào cái chuông luôn thì nó sẽ thông báo cho anh em hàng ngày luôn, khi mà em có lên video nữa sẽ thông báo. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Bây giờ em nói là tại vì vấn đề mà có nhiều anh em, rất nhiều anh em hỏi em là sao lâu quá không thấy lên video nên em mới nói cho em cái vấn đề đó thôi. Rồi em xin giới thiệu tới anh em một số bật lửa. Bật lửa để anh em có chơi bật lửa thì giao lưu. Đầu tiên em còn sót một cái này là một cái đây là một cái móc khóa của Ship Bộ sản xuất cái móc khóa. Con này là mã vàng ha. Đây là nó luồn cái chìa khóa vô đây nè anh em. Luồn cái chìa khóa vô đây nằm trong này nè. Và nó có hai cái rãnh để nó giữ lại. Và hai bên có thể di chuyển song song. Và nó có hai rãnh để nhét hai cái này vô, cái ngàm á. Và móc khóa, cái chìa khóa của mình á, nó có lỗ á, mình móc vô đây nè để tạo giống như là một chùm chìa khóa nè. Còn cái này thì mình có thể là mình để một cái, mình móc một cái, mình để một cái là mình để cái móc mình móc vô lưng quần của mình cũng được. Cái này là mã vàng, đây nó hai cái. Cái này anh em có chơi Zippo mà chưa có cái này thì mình mua về mình trưng bày là cũng được. Nó cũng là của Zippo sản xuất. Để trưng bày cũng được. Rồi em giao luôn cái này 100k. Anh ơi. Nó không lấy nét. Rồi con. Rồi tiếp đến là một con cầu mẫu Nhật. Con này em cũng chưa vệ sinh nữa, nó còn hơi dơ dơ xíu. Anh em về anh em cái xăng anh em thôi để cạo nó ra nè, bấm dơ dơ. Cầu mẫu anh em, mặt sau của nó thì nó hơi cấn vô xíu, trừ tiền cho anh em để anh em về đốt thuốc được chưa.
ăn xăm ăn tết. Nó hoạt động hoàn chỉnh nhưng mà mặt sau nó có cấn. Bén ha. Rồi, cái này 200k. Số 1 đi. Còn cái móc khóa thì khỏi ha. Rồi em lên một con Ronson. Niên 50. Con này là thập niên 50 nha anh em. Và con này là con Super Winlip. Con này cái con Winlip này nó có em thấy nó hình như nó có 3 loại. Nó cũng một phơm dáng như vậy. Nó một phơm dáng như vậy ha. Một cái á là nó sẽ có một cái ở dưới này nè. Con này là nó rời ha. Con này là nó có một cái thân dưới để đắp lại nó che lại. Còn những cái con kia á thì nó liền. Nó liền nhưng mà nó có một cái con ốc săn. Một loại có một con ốc săn. Một loại có một con ốc săn, một con ốc đá luôn. Một con ốc săn á thì anh em vặn cái nút ra để anh em chăm săn. Còn muốn thay đá là nó sẽ có một cái nắp gọi là cái nắp dưới nữa. Anh em giật ra thì sẽ có chỗ thay đá. Còn một loại á thì nó sẽ có một ốc săn và ốc đá thì là nó nguyên liền nguyên một khối. Cũng là một hiệu là Winlip này luôn. Nhưng mà con này là con Super Winlip. Thì nó sẽ có thêm một cái phần thân dưới như vậy. Và đây là anh em chăm săn thay đá dưới này. Còn những con kia một con thì nó sẽ có một cái nắp dưới này. Cũng như là vậy luôn. Kiểu dáng cái phơm nó như vậy luôn. Là nó có một con ốc săn. Và một cái con ốc đó cũng là để mà giữ lại cái nắp phần dưới này. Khi mà anh em dặn cái nút nó ra, anh em mở cái nắp lên là nó sẽ là vừa để mình chăm săn vô và thay đá là nằm phần bên trong riêng biệt. Còn một con riêng biệt ở ngoài là một cái ốc đá và một cái ốc săn riêng biệt bên ngoài. Con này thì nó có xe phần thân dưới và phần chăm săn vô đá là nằm riêng, hai phần riêng biệt. Con này là Super Winlip, cũng thập niên 50 của Ronson. Và cái dòng mà có nắp bật đầu tiên của dòng Ronson sản xuất ha. Nó cũng sử dụng xăng đá như là Sipo thôi. Tình trạng của nó thì em chưa có vệ sinh nhưng mà nó là nguyên zin nguyên bản hết. Ai da rồi, chất liệu của nó là đồng mạ rơm nha anh em. Đây nó có dạng của nó là Winlip, nó có 3 dạng như vậy á. Nhưng mà cái phơm nó anh em nhìn y nhau. Mình nhận định nó thì nhận định như vậy thôi. Con này cũng bánh xe bán rồi. Vậy là bán rồi. Để test cho rồi. Trời trời. Tại cái bánh xe ướt bánh xe anh không bán. Cái tiếng nó là gì, cái này nó va vô đây nè. Anh bén ha. Dòng này là cái dòng mà bật nắp đầu tiên của Ronson. Sau này nó cũng có những con này cũng có một dạng. Và Ronson Typhoon thì nó sẽ nó cũng dạng rút ra cái đế ra như vậy, cái phơm nó cũng như vậy luôn, nhưng mà nó được sản xuất cái phần thân dưới là nhôm, nắp nhôm. Dòng đó thì sao dòng này? Con này mã số 2 hả? Mã số 2. Không không.
cả đống ở nhà nhưng mà không có thời gian làm. Thì cái đợt này về á, là không cần phải thông đá hay là không cần chỉnh sửa gì này nè, nên mới đem lên em giao lưu với anh em luôn. Còn mấy cái dòng cầu mẫu Ron Sinh hay là cầu mẫu Nhật á, nằm nhà cả đống, không có thời gian làm. Rồi hôm nay em lên tiếp với anh em là một con Ron Sinh Standard, cũng là sử dụng xăng đá luôn, cầu mẫu. Con này dạng cầu mẫu của Ron Sinh, và những thằng Nhật sau này cầu mẫu sau này á là nó nhái theo cái mẫu này nè, nó nhái theo mẫu này. Và con này nó còn một cái chổi để vệ sinh và một cái bao bọc bên ngoài và có hộp luôn ha. Kiếm ra những cái con này như vậy nữa còn nguyên như vậy thì nó hơi ít đó. Đó, nó là như vậy và nó có một bộ nó như vậy. Con này Ron Sinh Standard, đó, nó là như vậy. Nó có một cái chổi để vệ sinh cái bánh xe với là những cái kẹt của cái bật lửa. Standard là mẫu thông dụng đó. Và con mẫu nó nhái theo cái mẫu này nè, con mẫu Nhật đó. Còn mẫu Nhật thập niên 60 thì nó nhái theo cái con này là nhiều nè. Đây là một con ở phần thân dưới thì nó mạ vàng, ở trên là nó mạ vàng hồng. Ron Sinh phần dưới nó có hơi xước xác phôi phai. Anh em thấy tình trạng cái bánh xe và cái bất của nó là cũng còn khá mới đẹp ha, mà nó có những cái vết này thì do lâu ngày hay bảo quản kiểu của nó. Còn ở trên là nó mạ vàng hồng, ở dưới là nó mạ vàng, cái màu này màu vàng hồng. Thì nó nguyên một bộ vậy, gồm hộp và một cái bao và một cái chổi. Kiếm nguyên một bộ vậy thì nó cũng hơi quay. Bánh bán ha nè, nhìn tình trạng thì mình biết rồi, từ tim nè, từ cái bánh xe nè, nó nguyên cái bộ nó vậy. Standard đây, nguyên bộ nguyên áo của nó là còn như vậy. Trưng bày hay là để sưu tầm hay làm quà tặng ngày xưa thì cũng hay. Mã số 3. Đây là dòng Ron Sinh nha anh em, và cái thương hiệu của nó thì mình không có so sánh được với những cái thằng cầu mẫu Nhật nha. Như đây thằng này cầu mẫu Nhật nè, thì anh em cần thì mình cần về cái giá tiền thì mình mua những cái con này để mình chơi. Còn con này là Ron Sinh và nó full cái đồ của nó. Zippo để lên màu thuốc, xong rồi sau đó em sẽ lên những cái vậy. Đầu tiên em có một con màu thuốc, con này là một con xả rơm, con này là con 205, nhưng mà cái lúc trước nó cái mông nó hơi bị lát nhiều quá. Đây vẫn còn mọc thì đầy đủ nhưng mà cái trên cái phần này nó lát nhiều quá nè. Đây là xin hãng nhưng mà nó bị lát ha. Và con này là con xả có cấn lề lối đẹp, đây có cấn. Đây cần mồi thuốc thì mình mua mình chơi để mồi thuốc cho có với người ta. Còn nói chung thì Zippo nó tùy tình trạng giá tiền mà xi liền, chưa kể tới là những chủ đề
ăn con này cũng hay. Bánh bao bé chưa sửa chữa nha anh em, và con này là một cái ruột vàng 06, ruột vàng 06 ha, chưa sửa chữa, vỏ thì vỏ xả rơm, ruột vàng 06, âm khá ok đó anh em, mồi tốt luôn. Chưa sửa chữa và vỏ xả rơm, đi với một cái ruột vàng 06 là 5. Đốt nhang hay gì đó làm gì sao làm đốt nhang rồi yêu cũ cũng còn rẻ luôn. Rồi qua con khác. Đây một con mạ bạc có phôi phai, sản xuất 90. Đầu 90 luôn anh em. Và cái mọc này nó vẫn còn là thuộc về 8889. Nó chưa chuyển mọc dài ha. Chưa chuyển mọc Bradford BA Made in USA. Đây là một con mạ bạc. Mạ bạc nhưng mà nó nằm trên cái phôi nội địa. Nói chung là có cân có xước, lề đẹp. Là mã mồi thuốc thì nó giá tiền nó cỡ được mấy con này. Được cái nó hơi nó lạ cái là thường thì những cái mọc xuất nhật đáy lòi thì nó mới mạ bạc thôi. Con này là mạ bạc khác một chủ đề Zippo. Và con này 90 nha anh em. Xước nó có cấn nhưng mà chưa sửa chữa, ruột rõ năm luôn. Thường giai đoạn này thì nó mờ mọc là nhiều, ruột trùng năm rõ bạch ha. Và anh em cần mồi thuốc thì La Mã thì có những cái con rẻ này, nó đi theo tình trạng, nhưng mà bao anh em chưa sửa chữa nha. Ngoại hình thì nó có như vậy á. Mã số 5 450K 90 nội địa Mỹ mạ bạc. Rồi em là một con HB Crop Canada 2000 Niagara Falls Ontario. Lề lối đẹp ha. Có dâm nhẹ, có dâm dạng xước nhẹ. Góc cạnh đẹp, không có cấn mớp nha anh em. Và nó có sức tơ của dòng HB ha. Cái dòng HB qua sử dụng thì nó chắc chắn nó sẽ có sức tơ. Góc cạnh đẹp không có mớp nha anh em. Âm hay luôn. Đánh bén. Rụt 2000 trùng 5 tháng luôn. Những cái con Canada này ruột trùng 5 tháng nó rất là ít, nó ít và nó hiếm hơn là những cái con mà Mỹ nữa. Bây giờ thường dòng Canada này nó lệch năm khá là nhiều nha nè. Anh em chơi dòng Canada thì sẽ biết cái dòng Canada nó thường là nó lệch năm rồi rất là nhiều. Trùng năm đã mừng rồi, đừng nói tới chi mà trùng 5 tháng. Có xước, góc cạnh đẹp không cấn mớp. Trùng 5 tháng ha. Mã
450. Canada mắc gấp 2 gấp 3 đồng Mỹ. Vì nó không còn sản xuất nữa, năm 2002 nó đã đóng cửa nhà máy rồi. Rồi em lên con Vinh. Chủ đề về chữ ký ba đời chủ tịch. Sản xuất năm 89. Cái bọc bên đây nó hơi mờ nhưng mà vẫn còn thấy ha. Nó do ánh sáng nó chiếu. 89. Có dâm nhẹ. Lề lối đẹp. Có dâm nhẹ. Vinrad nha anh em. Vinrad 89 ha. Có cấn nhẹ, chủ đề zin, chủ đề bao zin. Và con này nó đi ruột là lệch 90. Coi như lệch 5 ha. Lệch 90. Vỏ 89 ruột 90, chủ đề zin, chữ ký ba hàng chữ. Ba chữ ký của chủ tịch, ba đại chủ tịch. Con này bao resin cho anh em. Và bao chủ đề zin luôn. Bánh bán chưa sửa chữa luôn. Chủ đề về tàu chiến. Có bút nhựa, có bút giấy nha anh em. Một con chủ đề tàu chiến. Con này HP. Xem cái bức tranh. HP chủ đề tàu chiến ha. Sản xuất 201, tình trạng chưa qua sử dụng. Có bút giấy cho anh em. Sau thì nó có hơi xước nhẹ, mặt trước thì đẹp, tình trạng chưa qua sử dụng ha, thành nắp và thành buồng đốt chưa cả trước luôn. Ruột trùng 5 tháng K01 tháng 11 201. Tình trạng chưa qua sử dụng nha anh em. Và chủ đề tàu chiến ha. Rồi em lên một con sơn mài.
con sơn mài chúa sơn lâm. Con này thì qua sử dụng thôi, nhưng mà em thấy nó chủ đề nó đẹp nên em tặng cho anh em một cái bút nhung để anh em có thể đây trưng bày sử dụng là thành gấu luôn chứ không phải là thành cọp nữa. Để mình cầm con sơn mài ra sử dụng là thành gấu luôn chứ không còn cọp luôn. Dòng sơn mài thì những cái con vật này thì nó lại giá trị hơn những cái chủ đề về sơn mài khác, nhất là con rồng và cọp. Những chi tiết này được nhũ là những cái bụi vàng bạc. Đây là những cái nó được những cái chủ đề được làm thủ công nha anh em. Dòng sơn mài anh em có chơi thì biết rồi, chủ đề chúa sơn lâm được sản xuất 2007. Con này qua sử dụng và nó cũng có xước và chóc sơn vài điểm nha anh em. Nó có chóc sơn vài điểm ha, và em có dặm sơn cho anh em. Nó có xước có chóc sơn vài điểm qua sử dụng nha. À, qua sử dụng sản xuất 2007, trắng 2007. Bánh bé để trưng bày nó cũng đẹp, để sử dụng thì nó cũng khá là đẹp. Bởi vì những cái dòng sơn mài này thường người ta mà chơi để sử dụng là nhiều thủ, để trưng bày là khá là nhiều, khá đẹp ha. Qua sử dụng nha anh em, sản xuất 2007. Và cái này em thấy nó cái mặt nó đẹp quá, chủ đề nó cũng đẹp nên em tặng một cái bút nhung để anh em có thể là để trưng bày nhìn nó cũng chất. Khá chất ha. Cái set combo đây là một con full set là hộp combo như xin hãng như vậy ha. Đây là một cái móc khóa, khóa này cũng được mạ vàng luôn. Đây là một con brass mạ vàng, chủ đề về hãng rượu Jim Beam, và móc khóa của nó là một nguyên một bộ. Cái này cũng để trưng bày cũng đẹp. Đây chủ đề về hãng rượu nha anh em. Đây là một con mạ vàng sản xuất năm 96, tình trạng chưa qua sử dụng và nó full set như vậy ha. Con này sản xuất năm 96. Cái này lau cà na lại nó ok luôn. Sơn thành nắp. Nó có xước nhẹ trên mép xíu nè anh em. Xin hãng nha.
Trùng 96, ruột vàng trùng 96. Chưa qua sử dụng ha. Simbam sáu không không một set cúc xin của nó luôn hả anh em, xin bèm không. Rồi tới cái em sẽ giới thiệu tới anh em một cái cặp siêu phẩm. Chắc là xong cái cặp này thì em kết thúc video, tại bây giờ trễ rồi và em mất chắc không kịp. Chủ đề van luôn á nha anh em. Florentine nè. Sổ sách giấy tờ đầy đủ hết. Đầu tiên em giới thiệu tới anh em một con Slim trước. Nói chung thì cái cặp này cái độ hoàn hảo mà gọi là 99,9 hay là 100% thì nó sẽ không có. Bởi vì nó được sản xuất năm 74 và đây là một cái dòng van đời đầu, đại ca của cái dòng van năm 74 ha anh em. Thì tới đây nó cũng ngót nghét là cũng gần bước qua 50 tuổi rồi. 74 2024 2024, ủa 30 năm chứ. Ủa, đúng rồi, 50 năm rồi. 1974, 50 năm rồi, gần 50 năm rồi. Thì con này á, ở đây em thấy là cái ngay cổ ô xăm tên của nó là có hơi xước tơ nhẹ. Nó có xước tơ nhẹ ha. Bảo quản tới thời điểm này mà nó được như vậy thì em cũng khâm phục cái người mà bảo quản lắm mà. Quen 74 nha anh em. Và cũng chia sẻ với anh em một điều là như vậy, là khi mà từ lúc mà em đánh hàng, em làm nghề tới giờ là 8 năm nay, anh đánh hàng eBay về á, thì thật sự là chỉ cầm được một con van Slim 74 một lần duy nhất. Nhưng mà nó đã qua sử dụng, nó cũng khá nát rồi, chứ còn gọi là new thì chưa luôn. Đây là lần đầu tiên em cầm được một cái cặp mà gọi là VIP. Và cái cặp này là cũng là rất là thích, dòng van em cũng rất thích. Và đây là dòng van là cái gọi là nó cực đỉnh rồi. Và cũng có một lần là có một con new 1975, van 1975 new, nhưng mà cũng là gọi là new, nó cũng chỉ là 99% thôi mà không được hợp, mà có hợp đầy đủ hợp van đâu. Cái này là chia sẻ thật sự với anh em, bởi vì cái dòng van mà anh em ra mà anh em kiếm van 74 á, nó hơi khoai,
nó rất là khoai luôn, chứ đừng nói là hơi khoai. Kiếm mà nêu quá thì thật sự á, anh nói anh em là đếm trên đầu ngón tay. Và Việt Nam thì em cũng em chắc chắn là biết có người có, nhưng mà em chưa thấy hết đâu. Chưa thấy ISO những anh tay chơi. Đây là nó có xước tơ ngay chỗ ô khắc tên của con ven này hả. Còn tổng thể của con này thì khá là đẹp. Cái mục đích của em đưa cái cặp này lên là mục đích em chỉ là show là chính. Còn giao lưu á thì em nói thật sự á, là tại vì cái thời điểm kinh tế hiện tại bây giờ á, nhiều anh có tiền lắm nhưng mà thật sự là cũng khó khăn rất là nhiều trong cái công việc làm ăn của mình, nên này là chỉ là show là chính thôi. Bởi vì cái giá của cặp này á, em nói trước với anh em luôn á, là 40 mấy triệu lận. Cái cặp ven 74 này mà có giao lưu thì giao lưu được thì cũng phải là 40 mấy triệu. Tình trạng của nó thì khỏi cần mở, tại vì em không mở bên trong ra. Thì đây là con ven 74 ha, slim. Ok, cái bồn đốt. Chỉ là show để đem tới anh em, để anh em có thể là xem được cái nhiều cái mẫu súp bô về giá trị sưu tầm nó khác nhau. Từ mọi thuốc thì em có đầy đủ hết, để muốn nói chung là tiếp cận với nhiều anh em để mà đam mê cái súp bô này thôi, để chia sẻ những cái hàng mà gọi là đẹp độc lạ cũng có, mà từ mọi thuốc hay là gọi là nó giá trị thấp cho tới giá trị cao, bật lửa đồ các kiểu luôn. Ở đây là một con van slim, giấy tờ đầy đủ, bút nó đây. Rồi đây là một con lớn đây. Giá trị em nói với anh em á, thật sự nó giá trị nó cao, cực cao, cực cực cao. Còn Regula này thì em thấy nó rất là đẹp luôn, xăm tên mà. Tới thời điểm này mà nó được một cái sắc đẹp mặn mà như vậy thì thôi, con này mọc ngược luôn. Đẹp như vậy thì cái này nó có hơi xinh nhẹ nhẹ thôi. Này tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh thì không thấy nổi rồi, phải có rồi. Như vậy thì em nói thật sự với anh em, em cầm mà trong tay em còn rung rung rung. Quen 74 nha anh em. Phản sừng chành. Show với anh em vô đó thôi nhé, em không cần phải rút ruột ha. Tại siêu phẩm, có thể gọi là siêu phẩm. Rồi video cũng dài và cũng giờ công chiếu nó khá là gần tới giờ rồi, cần rồi.
nên em sẽ review sau những cái này nữa. Đây là còn một con sao 3637 nữa qua sử dụng rồi. Em tạm thời hôm nay video tới đây nha anh em. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, và nhớ nhấn cái chuông bên cạnh cái chữ đăng ký anh em, để khi em lên video thì nó thông báo tới anh em nha. Rồi, em cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em tới ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.